xin chào anh em nha. Hiện tại gần Tết rồi thì bên em về được một ít full Super Hunter nha anh em. Hiện tại thì em về là 0.5 lam, 0.6, 0.6 lam, 0.7 và 0.7 lam nha anh em. Bữa nay đợt này là về đầy đủ các size luôn. Đây hiện tại thì đây này. Cho coi 0.7 lam này. Đấy, 0.7 lam thì hiện tại nó có một ít mà 0.7 cũng ít. Còn về chủ yếu là về 0.6 lam. Đấy, 0.6 lam về rất nhiều anh em ạ. Anh em xỉ lẻ, anh em nếu mà anh em cần từng hộp một xuống thì hiện tại bây giờ đã giảm 90.000 một mét rồi anh em nhé. Đầy đủ phụ kiện, nếu như anh em nào biết mua trên Shopee, TikTok thì giá còn rẻ hơn nữa. Đấy, cho nên anh em nếu mà mua được trên Shopee, TikTok á thì tốt nhất là lên cái đó mà mua nhá. Đôi khi được miễn phí ship và được con, nếu mà đến ngay thì con được giảm giá nữa anh em nhé. Ok anh em, thì 0.6 lam về rất là nhiều, và 0.6, 0.7 lam và 0.7 không nữa. À, một mét một cuốn là 2 mét anh em nhé. Được có hộp đầy đủ. Đấy là em khi gửi ở bên Trung Quốc về thì nó sẽ phân ra, nó chia ra để cho dễ đóng hàng. Còn hộp của nó đây anh em này, hộp của nó đầy đủ lắm. Thì đây này, còn khi mỗi cái đơn hàng đi thì bên em sẽ đo nhá, đo kích thước đầy đủ, đo cẩn thận rồi sẽ đóng hàng cho anh em rất là cẩn thận nhé. Chúc anh em sức khỏe, anh em cần thì anh em cứ liên hệ nhá. Ok, xin chào anh em nha. Thì em sẽ nói qua về vấn đề thun hộp mà anh em cần mua lại để bán lại, hoặc là cần mua lại để về từ cắt nha anh em. Anh em nào có thừa thì có thể mua những cái hộp 2 mét như này. Hộp 2 mét ví dụ đây là thun 0.6 lam, hoặc là 0.6 là 110.000 một hộp, một hộp 2 mét chứ có phụ kiện, và nguyên hộp như này anh em nhé. Còn 0.5 lam thì là 100.000 một hộp, còn 0.7 và 0.7 lam ấy là 120.000 một hộp anh em nhé. Là một hộp là nguyên như này, nguyên xí như này, anh em về từ cắt em nhé, từ cắt. Và một hộp mua theo hộp như này thì nó rất là rẻ, thì tại vì là cái cống anh em mua loại cắt rồi thì phải tính thêm tiền cống, còn nếu mà chưa cắt thì anh em về từ cắt thì nó rẻ lắm anh em nhé. Ok anh em, chúc anh em sức khỏe. Hello anh em, đây là cái bước cuối cùng nha anh em. Bước cuối cùng trước khi giao cho khách hàng ấy là mình luôn luôn mở hàng, mở nã ra tất cả các cái nã mình gửi đi ấy, là mình phải mở ra anh em ạ. Đây là một cái đơn hàng mà để gửi cho một đại lý của bên mình bán nhá. Mình gửi cho bạn này là 15 cái để họ về bán lại. Thì mỗi cái nã khi mà gửi đi ấy là em sẽ kiểm tra bằng tay của mình này. Khi nào cho kiểm tra một đống này nè, tay em xem này bẩn không, mình sẽ kiểm tra từng cái khe kẹp một đấy nhá. Đấy, từng cái khe kẹp một. Ok rồi, mình đóng hàng này, nhưng mà bị lỗi ấy, nếu mà bị lỗi là mình sẽ vứt luôn. Đấy, còn những cái đơn hàng, những cái nã nào mà mình kiểm tra mà cảm giác nó đều đàn đẹp là mình gửi hàng cho anh em. Ok, cho nên anh em cứ an tâm về vấn đề chất lượng sản phẩm nhé. Ok anh em, chúc anh em sức khỏe.